cho em và bạn đi chen đục mình. Có một bạn vừa nhắn tin cho mình nhờ là bạn mua sắn nick không? Mình trả lời có. Nick của bạn ấy là rất kia cùi. Chẳng có gì hay đặc biệt hết. Đây là cái nick của mẹ. À, nick của mẹ à. Cái gì đây? Rồi. Nick này chẳng có gì đặc biệt. Có hai cái trang mình phá hết. Phải à? Phải từng cái một. Ui. Nhạc nó cũng hay đúng không? Quá cùi. Bắn luôn. Chết đeo. Hôm bữa mình làm cái video mà đăng ba tặng mà nó bị lỗi sao không thấy đăng lên. Để mình về xem lại. Để trong này còn gì không? Mình phá từ đầu á. Ai muốn lấy nick này cũng được, mình cho luôn. Nhưng con hạt này mình phải đầu tiên phải phá. Ai muốn lấy được tài khoản của nó là Trung Quá Cùi 01a@gmail.com, mật khẩu là Dương 123. Cái này không bán được bay. Vừa cờ rồi mình sẽ bỏ ra thôi. À con này có 3 con rồi, ok. Phá từ đầu đến cuối mà. Mình muốn con ạc ngon để mình phá cơ. Mấy con ạc này ghẻ quá. Rồi. Phán từ cái một trước nha. Phá nào, phá nào, phá nào. Con nhạc đâu rồi? Đấy, nhạc đâu? Rồi. Anh chơi hết. Ủa? Không biết cái này bỏ ra được không nhỉ?
con định tử này lên phái không ạ? Con này chỉ số rất chiên đẹp này. Giáp 200 này. 932. 36, 35. Cái này ra quá ngon. Thằng này chắc tin nhắn đến mình đấy. Thằng bạn mình. Ok. Đây chẳng có gì nữa nhỉ. Ơi, con này quá củi, chẳng có gì đặc biệt. Ơi, tạm biệt anh em. Video mình đến đây là kết thúc. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại.